Những ngày đầu năm học 2021-2022, câu chuyện về việc học trực tuyến trở thành chủ đề nóng. Từ việc thiếu sách giáo khoa tới việc không có thiết bị để học trực tuyến của nhiều gia đình. Nhưng bằng cách này, cách khác, các em học sinh vẫn cố gắng đi học đều đặn. Và cách đi học của cậu học sinh Nguyễn Đình Lâm này đó là sử dụng chung thiết bị với bạn. Trong quá trình học trực tuyến, cháu gặp khó khăn vì cháu không có thiết bị và năm để học lên cấp 3. Cháu rất lo lắng vì dịch bệnh và cháu không thể đến trường học được. Cháu mong muốn dịch bệnh giảm bớt để cháu có thể đến trường và học kiến thức tốt hơn ạ. Theo thống kê, số học sinh chưa có máy tính để học trực tuyến tại 26 tỉnh, thành phố đang tổ chức dạy học trực tuyến cần hỗ trợ ước khoảng 1,5 triệu em. Trước những khó khăn ấy, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động chương trình Sóng và Máy tính của em nhằm hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang ở vùng dịch COVID-19 có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả. Đây là một phần quà rất là ý nghĩa đối với các con, tiếp thêm cho các con một cái động lực, một cái sự nỗ lực cố gắng để các con có thể học đảm bảo tiếp thu tất cả những cái kiến thức mà thầy cô, và trong cái tình hình dịch bệnh như thế này thì tôi nghĩ rằng là cái món quà này vô cùng ý nghĩa đối với các con. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, chương trình đã huy động được hàng trăm nghìn thiết bị di động, máy tính và nhiều phần quà khác để hỗ trợ các học sinh khó khăn. Toàn ngành chúng tôi đã phát động và ủng hộ được trên 4.300 máy tính và các thiết bị học tập trực tuyến. Từ cấp cơ sở tới các quận, huyện, thị xã và cấp ngành đều tập trung vào các cái hoạt động này. Bên cạnh sự hỗ trợ tại chỗ thì chúng tôi cũng thường xuyên báo cáo Mặt trận Tổ quốc để có cái sự quan tâm kịp thời, và đồng thời cũng chỉ đạo cũng như là vận động các quận hỗ trợ các huyện theo phong trào quận hỗ trợ huyện mà nhiều năm nay công đoàn đã triển khai. Có thể nói, chương trình Sóng và Máy tính của em đã truyền đi năng lượng tích cực, ý nghĩa nhân văn đến với cộng đồng để góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn trong kỷ nguyên số. Đặc biệt, giúp các học sinh vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, các em học sinh khó khăn được tiếp cận việc học tập bình đẳng.